thủ được. Vòng ngoài sân 15-11. Xin chào Nhân Tuân. Ăn rồi. Hôm nay Hưng Đức xung cực. Ngoài sân, điểm số 3-1 cho Hưng Đức. Hello mọi người, chúng ta đến với trận đấu cuối cùng, trận đấu chung kết đôi nam lứa tuổi 18-30 giải cầu lông hội làng thôn Ô Cách mở rộng lần thứ 4. Phía gần màn hình là cặp đôi Hưng Đức đến từ đơn vị Bắc Ninh. Phía xa màn hình là cặp đôi Triệu và Trí Đức đến từ Hà Nội. Trận đấu sẽ đánh 3 set 21 theo đúng luật của Liên đoàn Cầu lông Việt Nam. Và mọi người vào xem live stream, giúp Hùng chia sẻ live stream đến nhiều người để mọi người cùng được thưởng thức nhá. Đức con giao cầu, Ngọc Triệu đỡ giao cầu. Năm trước chính là Ngọc Triệu vô địch giải này. Năm nay liệu rằng anh có thể bảo vệ thành công chức vô địch của mình hay không? Cầu không qua lưới, điểm số 1-0 cho Ngọc Triệu Trí Đức. Em cảm ơn anh Đăng đã giúp em chia sẻ live stream, hay quá, cảm ơn tuyên trợ ngày xuân. Xin chào anh Nguyễn Đức Sang, cảm ơn đã giúp em chia sẻ ạ. Bên kia thủ kinh thật, bên này đập cũng kinh. Rồi, điểm số 2-1 cho Hưng Đức. Hello anh Long Bắc Cạn bị loại vòng ngoài ạ. Long Bắc Cạn bị loại vòng ngoài. Cũng xin phép tập trung vào trận đấu nhá. Không chào được anh em, mong em thông cảm. Cảm ơn anh Tùng Nguyễn đã giúp Hùng chia sẻ. Sân. Cầu tốt, điểm số 4-3. Phát cầu rất quái. Không biết anh ạ. Minh Long, đôi đánh với Long Bắc Cạn người tên Minh. Cầu ngoài sân, điểm số 5-4 cho Triệu Trí Đức. Cầu thiếu lực một chút, rất đáng tiếc. Cầu lật lưới. Nghe loáng thoáng quanh đây thì mọi người bảo là 10 triệu. Cầu ngoài. Điểm 6-7, rất căng. Một phát cầu đánh như là Ngọc Triệu. Sân, điểm số 8-7 cho Triệu Đức. Rất may mắn, điểm 8 đều. Hay quá. Sân cầu lông
thôn Yên Phong, huyện Yên Phong, thôn Ô Cắt 18. Rất hay từ Ngọc Triệu, rất tự tin. 11-8. Cảm ơn anh xe đạp điện Xuân Dũng đã thường xuyên theo dõi, ủng hộ và chia sẻ livestream cho em. 10-11. Hùng về, Hùng sắp xếp về nhá. Nhiều khi không biết giải ấy, chứ không phải là không đi quay. Ở ngoài sân, cầu lôi từ Ngọc Triệu 11-12. Cầu vẫn qua lưới. Hiệp còn Ngọc Triệu là phong trào thực, nhưng nói thật ra theo Hùng đánh giá trong 4 vận động viên, thậm chí Ngọc Triệu còn là cứng nhất. Hơi cao, chỉ Đức cho Đức Triệu. Đánh đúng điểm rồi. 13-14. Cầu không qua lưới. 15-13. Cầu tốt. 16-13. Cầu ngoài sân 14-16. Cầu ngoài sân rất đáng tiếc. 17-14. Cảm giác vận động viên Hưng bật cao đến cả mét. Bật tốt thật. Cầu ngoài sân một chút. Mười sáu mười tám vẫn không dí được. Lỗi từ Ngọc Triệu. 17-18, rất căng. Sân 18-18. Chúng ta có thể nhìn thấy niềm vui trên gương mặt của hai vận động viên đến từ Bắc Ninh. 9-18. Liên tục bị dẫn điểm và bây giờ Hưng Đức đang vươn lên dẫn trước. 20-18. Bản lĩnh. 19-20. Ngọc Triệu rất cáo cầu, rất kinh nghiệm. 19-20. Ngọc Triệu không muốn dành thế công cho đối thủ. Cơ hội tấn công. Cầu từ Hưng Con, Bảng Linh. 21-19, xét đấu. Thưởng nóng. Cầu ngoài sân, điểm số 1-0 cho Hưng Đức. Chúng ta đến với trận đấu thứ hai trận chung kết. Đôi nam lứa tuổi trẻ. Trong set 1 thì cặp đôi Hưng Đức đã giành chiến thắng với điểm số suýt soát. Điểm số 1-1. Xin chào Nhân Tuân. Ăn rồi. Hôm nay Hưng Đức xung cực.
3-1 cho Hưng Đức. Có 3-1. Từ Ngọc Triệu, đội điểm 2-3. Cầu vẫn trong sân, điểm số 3 đều. Cảm ơn anh Khang Nero đã dùng chia sẻ live stream. Đúng 3 cho Hưng Đức. Em chào anh Phạm Đức Thương, xin chưa buồn anh Phạm Đức Thương đã phải rời giải đấu. Điểm số 4 đều vẫn căng đét như set 1, đều sang đấu thứ 2. Rất nhẹ nhàng và tình cảm. Phương Hải vô địch lứa tuổi trên. Vẫn lên. Bên kia ép cầu kinh quá, bên kia Hưng Đức sung thật. Là sau set 1 giành chiến thắng cực kỳ giải tỏa. Cầu ngoài sân, điểm số 5-9. Hưng Đức công rát quá, ép kinh quá. Đức Con cầm Turbo 80 đập cầu kinh nhật. Đúng thủ được rồi. 11-6. 11-6. Không qua lưới. Vẫn thủ được. Ngọc Triệu ngồi xuống thủ, phun thủ. Đập cầu tốt thì chỉ được 8-11. Ba đập cầu khiến Ngọc Triệu dựng tóc gáy. Đội điểm 9-3 ở Việt Nam luôn. Rất may mắn. Bên kia may, bây giờ đến lượt bên này may rồi. Vẫn thủ được.
ngoài sân 15-11. Hùng đã bảo rồi, hôm nay Hưng Đức đánh rất sung. Hôm nọ Hưng Đức đánh giải toàn quốc, anh thấy đánh nó không vào tay. Hưng Đức hôm nay sung lắm. Hôm nay nhìn Hưng con đập cầu là mình biết rồi. 21-11 trận đấu kết thúc. Ngọc Triệu thua nhưng cười vẫn rất tươi. Hello mọi người, xin phép mọi người cùng kết thúc live stream ở đây nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ cái live stream của Hùng. Trận đấu hay quá. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ.